Xin chào các bạn đã quay trở lại Thinh View. Khi nhắc tới những dòng sản phẩm mainboard Asus, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những dòng ROG Strix với một thiết kế bắt mắt, hiệu năng cao cùng với một mức giá cũng không hề mềm một chút nào. Nhưng nếu các bạn vẫn muốn những dòng sản phẩm của Asus, vẫn muốn một hiệu năng châu bò cùng với độ cao cấp, ổn định của một bộ bo máy chủ cao cấp với mức giá khá là phải chăng thì sao? Vậy thì sản phẩm ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm dành cho bạn. Đó chính là dòng mainboard đến từ Asus TOF Z370 Pro Gaming. Từ trước đến nay, những dòng mainboard mang thương hiệu Asus TOF, có nghĩa là The Ultimate Force, đã rất là nổi tiếng bởi sự hầm hố, châu bò, vững chãi với phong cách mang tiêu chuẩn quân đội. TOF Z370 Pro Gaming với tông màu vàng, xám và đen theo họa tiết Digital Camor. Thiết kế này làm mình liên tưởng đến các bị đội phản ứng nhanh và lực lượng cảnh sát. Tuy nó không được sexy như dòng ROG Strix, nhưng thiết kế này vẫn được mình đánh giá rất cao khi nó vẫn giữ được độ chất phù hợp với sức mạnh ẩn chứa bên trong chiếc bo máy chủ này. Ngoài ra, để tăng tốc độ độc đáo, chiếc mainboard này còn được cắt khuyết vào khu vực cổng SATA, vừa đẹp mắt lại vừa dễ để cắm những sợi cáp SATA với đầu chữ L. Những thành phần gây nổi bật nhất trên mọi chiếc main vẫn là phần che chắn của khu vực IO và phần tản VRM. Khu vực này được làm thành nhiều tầng, nhiều đường cắt rất đồ sộ, vừa cho khả năng tản nhiệt rất tốt, vừa tạo nên một sự ấn tượng khi mọi người nhìn vào. Ngoài ra, mình còn thấy chiếc mainboard này xuất hiện rất nhiều tụ điện cao cấp. Các MOSFET và các tính năng LAN guard cao cấp sẽ giúp máy tính và các linh kiện của bạn vẫn trụ được tốt trong những lần gặp sự cố chẳng hạn như là sụt điện. Độ bền của chiếc mainboard này chắc chắn sẽ rất tốt. Nhưng hiệu năng của nó sẽ là ra sao? Bình thường khi ép xung thì ít nhất các bạn cũng phải cần một chút kiến thức cũng như là tính tỉ mỉ. Nhưng chiếc mainboard này còn có khả năng đặc biệt là ép xung và tối ưu hóa trực tiếp bằng phần mềm. Chỉ qua vài cú click chuột, CPU của bạn đã có hiệu năng vượt trội. Thực sự là rất đáng mong đợi phải không nào? Ngoài hiệu năng CPU tăng vọt, RAM của bạn cũng có khả năng để đạt được một hiệu năng cực kỳ đáng gờm, lên tới tối đa là 4000MHz khi OC RAM. Thực sự mà nói thì đây sẽ là một mainboard đem lại một hiệu năng rất là đáng nể cho dàn PC của bạn. Với một vài những tùy chỉnh thì CPU của bạn có thể lên tới là 5GHz một cách dễ dàng và không gặp quá nhiều khó khăn. Ngoài ra cũng không kém phần ăn chơi, TOF Z370 Pro còn hỗ trợ hết cả Nvidia SLI lẫn AMD Crossfire. Một sản phẩm tốt như TOF Z370 Pro tất nhiên là sẽ không thể thiếu những bộ phận thiết yếu như rất nhiều cổng kết nối. Với tổng cộng 8 cổng USB Type-A ở khu vực I/O, trong đó 2 cổng 2.0 cho chuột, bàn phím, 2 cổng 3.1 cho tốc độ cao để bù đắp đi việc không tích hợp cổng USB Type-C sẵn trên main. Các cổng kết nối như là LAN RJ45 của Intel hay là các cổng xuất hình ảnh HDMI và DVI cho chip đồ họa tích hợp đều là tiêu chuẩn của những chiếc main như thế này. Tuy nhiên, có lẽ điều làm cho nhiều người thất vọng về sản phẩm này đó chính là nó không có đèn LED RGB mà chỉ có đèn vàng chạy dọc theo đường cạnh main. Và nếu các bạn muốn được trang bị đèn LED RGB thì các bạn phải nâng cấp lên phiên bản Plus Gaming. Tuy nhiên, đánh đổi lại đó chính là phần VRM trên phiên bản đó trông nó không được ổn như trên phiên bản Pro này. Và nếu phải lựa chọn thì mình vẫn sẽ lựa chọn phiên bản Pro bởi vì hiệu năng mà nó đem lại. Với mức giá trên thị trường là vào khoảng 4,6 triệu, tổng quay lại về dòng TOF Z370 Pro Gaming thì hiệu năng và độ ổn định đó chính là những ưu điểm vượt trội của dòng mainboard này. Với một khả năng dễ dàng ép xung và cực kỳ ổn định nhờ những linh kiện cao cấp thì chiếc mainboard này hướng đến đối tượng là những người cần hơn về hiệu năng và sự ổn định châu bò làm việc liên tục của một chiếc mainboard. Với một cái mac gaming thì Asus cũng không quên trang bị cho chiếc mainboard này những công nghệ nổi bật như là khả năng giả lập âm thanh vòm qua chip âm thanh được tích hợp sẵn và khả năng điều khiển bằng thông mạng thông minh qua cổng LAN Intel. Tất cả những công nghệ đó sẽ khiến cho những game thủ không bao giờ phải thất vọng. Nhìn chung, với một bộ bo máy chủ Z370 có mức giá tầm trung nhưng lại được kế thừa và thừa hưởng rất nhiều những tính năng, công nghệ cao cấp của dòng Asus TOF thì có thể nói rằng nếu các bạn đang cần tìm một bộ bo máy chủ rất tốt, có thể dễ dàng ép xung những dòng CPU chip K thì những dòng sản phẩm mang thương hiệu Asus TOF sẽ là những sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Ok, đó chính là tất cả nhận xét của mình về dòng sản phẩm này. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.